Cái cục cậu Bách Phi đó bây giờ ghê gớm lắm. Cả công ty ai cũng coi cổ là thánh sống mà cúng. Cứ nghĩ làm cổ vui thì ông Long cũng sẽ cảm thấy vui. Trà sữa mật ong. Ok. Nè, tôi coi thường mấy người như vậy thật đó. Cổ Phước lên bằng con đường nào tôi với cô đều biết mà. Hello. Hello. Đang bàn gì vậy? À đâu có, tụi tôi đang nói. Nói chuyện công việc trước. Tôi nghĩ là chúng ta nên tuyển một anh thợ chụp hình chuyên nghiệp giúp chúng ta chụp hình sản phẩm cũng như quay clip quảng cáo. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Nên tôi đã kêu bạn bè làm thợ chụp hình mà tôi quen giới thiệu người cho tôi. Hồ sơ nằm trên bàn của cô rồi. Tốt. Thật ra cô có thể giới thiệu. À, mấy hồ sơ đó viết tỉ mỉ lắm. Có phần giới thiệu bản thân nữa. Hay là cô xem qua trước sau đó chúng ta bàn tiếp. Quá tốt rồi. Nè, ly trà sữa của tôi xong rồi. Nói sau nha. Chào cô. Chào cô. Tất nhiên tôi sẽ không giới thiệu chú tôi vào làm rồi. Làm bán thời gian thì được. Kêu tôi ngày nào cũng nhìn mặt ổng, chịu sao nổi hả? Hào à. Dạ chú Ken. Tóc Hùng mua mang về xong chưa? Ờ, để con hỏi coi. Ờ, cảm ơn. Ba. Hả? Hôm nay ba không ăn cơm theo hả? Sao lại tới mua đồ ăn? Hôm nay nhiều việc quá, không có thời gian ngồi để ăn. Nên mua đại món gì đó về ăn cho no thôi. Ờ, phải. Ba nghe chú còn nói là tối nay mấy đứa hẹn chú ra ngoài đi dạo, có phải vậy không? À, phải đó. Nhưng lần trước đi dạo thì tụi con đã ép chú mua cái tủ lạnh rồi. Lần này không phải lại tính là... Tất nhiên là không rồi ba. Ba là chú nói muốn mua tấm nệm giữ ấm nên nhờ tụi con cho ý kiến thôi. Hơi phải rồi, phải rồi. Mấy đứa do ba sinh ra, trong lòng tụi con đang tính toán cái gì á, ba đều biết hết mà. Ê, chú Căng à, của chú nè. Cảm ơn, cảm ơn. Làm người đừng có tham làm quá. Nhớ chưa đó con gái. Ba yên tâm đi, con sẽ không giết gà lấy tinh đâu mà. Ông chú à, hả? Hôm bữa chú có nói cái máy lạnh nhà mình nó kêu ồn lắm, chú có nhớ hay đúng không? Rồi. Khi nãy con có thấy một máy điều hòa nóng lạnh của Nhật mới vừa sản xuất, im tới mức con muỗi bay qua cũng không nghe thấy tiếng luôn đó. Chú ơi, chú ơi, cái máy sấy tóc mà con thích đã có hàng về rồi. Chú, là cái này nè. Ok, mua. Mở ra đi, yeah, chú. Oh my god, oh yes. Chúng ta có quá đáng không? Vì sợ ba la quá. Chúng ta mua thì bị la thôi. Nhưng ông chú có thẻ bài miễn bị la mà. Tất nhiên phải xài cho đáng rồi. Em nhìn chú miệng luôn cười tươi. Chú không quan tâm đâu. Anh à, xin lỗi nha. Thẻ này của anh không cà được. Không biết anh có tấm thẻ nào khác không? Hả? Không cà được. Ông chú cà hết tiền rồi hả? Ôi trời ơi, chắc là lúc chú từ Macau về quên nộp tiền vào. Nhật Thủy, hay là xài thẻ của con trước đi. Chút nữa chú trả tiền mặt lại cho con ha? Tất nhiên là được rồi, không sao hết chú. Đây, cà thẻ của tôi. Ôi đẹp quá đi. Nhìn nhìn nó kìa. Nhà Thủy à, cái nồi cơm điện đa năng là con đòi mua kia mà. Sao con không mở ra xem thử đi? Chú à, chú nghĩ con còn tâm trạng sao hả? Rõ ràng có người nói sẽ trả lại tiền mặt cho con. Nào ngờ trong tài khoản chỉ có mười mấy đô. Ông ngoại. Ba. Chà, sao mua nhiều đồ về vậy hả? Máy sấy tóc cái cũ còn xài được, sao lại mua cái mới vậy? Máy hút bụi tại chừng mấy đứa què hết trơn rồi hả? Chỗ với cây lau nhà là được rồi, sao phải mua cái máy hút bụi vậy? Ừ, thiệt tình. Ai là chú mua đó? Chút nữa còn có tivi và ghế massage nữa hết đó. Phải đó, là ông chú nó cần thiết cho nên mới mua thôi. Không tin ông hỏi ông chú đi. Phải đó. Lại... Ôi trời ơi, anh hai à, nói cần mua thì mua. Đồ điện gia dụng là đồ thiết yếu trong gia đình mà. Nhưng mà, ơi thiệt tình hả? Ba. Ba biết không? Thì ra chú không có tiền đâu, con cho chú mượn trước thôi. Thủy à, chú thật sự là quên mất trong tài khoản không có tiền mà. Ba nhắc con rồi kia mà. Ba nói làm người đừng có tham lam quá, đừng có quá đáng quá đó, nhớ chưa? Ba, thì ra từ đầu ba đã biết chú chỉ còn vẻ bề ngoài sang trọng mà thôi. Sao ba không nhắc con, để con bị sập bẫy? Vừa đúng lúc tuần trước bạn của chú gặp chuyện, chú cho ảnh mượn tiền cho nên bây giờ mới túng thiếu vậy thôi. Nếu như mà anh trả lại tiền cho chú đó hả? Vậy chú hối người ta trả tiền đi. Như vậy thì hơi kỳ. Người ta thực sự cần cho nên mới mượn tiền chú mà. Nếu như mà anh giải quyết xong đó hả, tự nhiên sẽ trả lại tiền cho chú thôi. Giờ chú ấy giải quyết xong, quá đơn tháng cũng còn không chờ được đâu. Nhật Thủy à, tiền thẻ đó con có thể trả trước mà. Con có việc làm, có thu nhập mà, đúng không? Hả ba, sao lúc nào ba cũng phải bảo vệ chú ấy hết vậy? Chú nói đi, khi nào mới có tiền trả?
thì có việc làm sẽ có tiền trả. Vậy khi nào mới có việc làm? Ê, à, có việc làm nè. Alo. Phải. À, ngày mai tôi ok đó. Hồ sông ngư xa vậy sao? Anh đừng có chơi tôi mà, sao tôi biết đường được. Vậy thôi lần này bỏ qua đi. Đón taxi đi. Lần sau lại kiếm tôi. Đón taxi đi đi. Nè, cảm ơn nha. Nè, bye bye. Đón taxi đi đi. Người ta giới thiệu gì cho chú, sao chú lại không làm? Nè, hồ sông ngư xa như vậy, lỡ như mà chú bị lạc đường, chú sợ mọi người lo lắng đó. Tụi con sẽ không lo lắng đâu. Ê. À, alo anh Trần. Vậy hả? Vậy anh đừng có buồn quá nha. Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà. À, anh cứ giải quyết xong việc của mình đã. Tiền đó cứ từ từ hãy trả. 30.000 có gì lớn lao đâu. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng à, mà. Bye bye. Nói ổng trả tiền đi. Ổng là con nợ đúng không? Kêu ổng trả tiền đi. Con có nhầm không vậy? Và người ta đang có tang đó. Chú ép người ta trả tiền, chú còn là con người hay sao? Hả? Vậy còn tiền của con, chú ơi là chú. À, Thủy à, Thủy à. Ba. Này, con người của chú con là như vậy đó. Phóng khoáng, thà nghèo túng. Mấy người đó có người bạn như chú con thật sự là may mắn lắm đó nghe chưa. Nhưng đối với chủ nợ của chú mà nói thì... Không được. Con thân là chủ nợ của chú, con không thể bị động như vậy. Con phải xác định khả năng trả nợ của chú ấy. Chú à. Gì nữa? Vì lần này là con nhờ người này người nọ dành giật quá trời mới tìm được cho chú đó. Làm việc xong sẽ lãnh 30.000, con sẽ giữ lại 14.000 coi như chú trả nợ. Chú nhớ kỹ nha, phải làm hài lòng hết mức bào khoáng đó, chú có nhớ không? Hả? Chú vào trong trước đi ha, con nghe điện thoại xong sẽ vào. Ok. Nè, hôm lại của con chó sẽ tên là Cầu Dòng, tôi muốn nó hợp với chủ đề hơn. Nên anh nhuộm lông cho đô la giùm tôi, nhuộm như cầu dòng nha, nhuộm hết 7 màu luôn. Hả? Nè 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 nè, Thím à, tôi không nghe nhầm chứ. Đang yên đang lành bà đi nhuộm cho con chó ra bẫy. Bà có biết là thuốc nhuộm sẽ gây hại tới sức khỏe của con chó hay không? Anh là ai vậy? Liên quan gì tới anh? Ê, tôi chỉ là một công dân Hồng Kông bình thường. Bà có từng nghe qua, điều mình không thích cũng đừng có áp đặt lên con chó không? Loại thuốc nhuộm này là chuyên dùng cho động vật mà, rất an toàn, là hàng cao cấp đó. Người cũng đi nhuộm tóc mà. Anh nói chuyện như vậy thiệt là ngu à. Rất an toàn hả? An toàn tới mức nào vậy? Áo của tôi. Chuyện gì vậy bà Khóa? Sao lại như vậy? Bà cũng cần nhuộm màu hả? Mary Hùng, đây chính là thợ chụp hình mà cô giới thiệu cho tôi sao? Cô nhìn đi, làm áo của tôi ra như vậy nè, thấy chưa? Tôi nghĩ ảnh không phải cố ý đâu. Cô cố tình đó. Hả? Cô đó, sau này tôi sẽ không giao dịch cho cô nữa. Còn nữa, mau nệt cái áo cho tôi đi. Còn không thì chờ nhận thư luật sư đi nha. Bà khoan đã, tôi có khăn giấy đây nè. Tôi xin lỗi. Cần nhuộm lông không? Chú làm gì vậy hả chú? Hey, con có biết không? Con chó đang bình thường mà bả đòi nhuộm 7 màu cho nó đó. Con có biết là da của nó mỏng hơn da của người nhiều lắm không? Vì sự vui sướng của mình mà hy sinh hạnh phúc của con chó. Công việc dơ bẩn như vậy, chú sẽ không nhận làm đâu. Chú không nhận làm thì đừng có nhận nữa. Đâu cần phải đổ màu nhuộm lên người ta. Làm người ta bây giờ nhìn như con tôm di động vậy. Giờ người ta bắt mình đền tiền đó. Đền thì đền đi, có gì đâu chứ. Chú à, chú có tiền hả? Ôi, Thủy à, hay là như vậy đi, con cho chú mượn trước đi. Mỗi tháng chú trả dần cho con nha, được không? Ăn cơm. Rồi, ăn cơm. Mọi người ăn cơm. Chén cơm của chú đâu rồi? Người không công không được ăn cơm. Chị hai, vậy có ác độc quá không? Chị ác độc? Chú ấy còn ác hơn chị nữa đó. Chị tốt bụng giới thiệu việc cho chú ấy, chú ấy không cảm ơn mà còn đắc tội với khách hàng. Chị còn phải đền gần 10.000 cho người ta đó. Bà không quan tâm tới chuyện đó, nhưng con đối xử với chú con như vậy là không có đúng. Nhân, ăn chén của anh đi. Dạ. Ba, ngày thường ba hay dạy tụi con, nhà họ Hùng không nuôi sâu lười, ai cũng phải giúp ích cho gia đình này hết. Có ăn cơm thì phải làm gì. Nhưng mà còn chú, ba lúc này lúc khác không công bằng chút nào hết. Nhân Thủy à. Anh à, được rồi. Đừng cãi nữa, thật ra thì em không hề thấy đói. Khi nãy em ăn xế ở quán trà dưới nhà vẫn còn no cho tới bây giờ nè. Hey, mọi người cứ từ từ, chú qua xem tivi đây. Phải đó, qua ngồi chơi đi, sẵn coi luôn đóng thư của chú. Phong, có gì vậy? Nè, chú Nhân, bao giờ còn bán bánh đậu đỏ sao? Có, bên chợ có bán đầy ra kìa.
Con lớn như vậy chưa từng đi chợ lần nào. Lúc con còn nhỏ, má thường hay mua bánh đậu đỏ cho con ăn. Má luôn lựa cái nào đường vàng với nhiều đậu. Nhưng mà sau này khi má mất rồi thì không có ai mua cho con ăn nữa. Ba của cậu giàu có như vậy, dư sức để mướn một người về tận nhà làm cho cậu ăn mà. Lúc đó ông đâu có biết con thích ăn bánh đậu đỏ. Wow! Chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, anh hai à. Hả? Thẻ tín dụng ở Hồng Kông bây giờ phải trả lãi gần tới 20 mấy chấm lận đó. Nợ tiền thẻ tín dụng là bị phạt nặng dữ lắm đó. Mau đem trả hết đi. Mà anh à. Hả? Thực ra em không có tiền đâu. Để anh trả giùm cho em. Em thiếu bao nhiêu vậy? Anh. Hả? 26 ngàn. À, 26 ngàn. Phải đó anh. Cộng luôn tiền vé bay từ Madagascar về luôn rồi đó. Thôi được rồi, được rồi. Anh trả giùm em, nhưng mà em nhớ trả lại cho anh đó ha. Tất nhiên rồi anh. Em kiếm được tiền nhất định sẽ trả liền cho anh. Hello, chụp hình không? Xin chào, chào mừng tới Hồng Kông. Có muốn chụp hình không? Ok. Nhìn dễ thương lắm đó. Chào mừng tới Hồng Kông. Đây, cảm ơn hai cô nhiều nha. Dạ, bye. Hôm nay hai bạn đẹp lắm. Cười. Hi. Ok. À chú à, làm ăn cũng khá quá ha. Mà ở đây giữa đường giữa xá đông người, chú đừng có đứng để đếm tiền, để con giữ hộ cho chú ha. Ok. Con cứ lấy hết đi. Quỷ hút máu. Con không phải là quỷ hút máu. Nợ tiền thì trả là chuyện đương nhiên mà. Con tới ủng hộ chú đó. Nhưng mà nói chứ, chú giật hết khách của ông kế bên rồi kìa. Kế bên không có ma nào, chú không sợ bị người ta đánh sao? Chờ, Thủy à, theo chú biết thì Hồng Kông là một xã hội tự do, người Hồng Kông ai cũng đầy tình yêu thương. Sao lại đánh chú chứ? Chú nói không có thì không có. Mà chú nè, gió thổi tóc con rối hết rồi. Con đi làm liệu trình dưỡng tóc cái, chú tiếp tục cố gắng rồi, nha. Rồi, đi đi. Cố lên nha chú, bye bye. Sao Hồng Kông lại thành ra như vậy? Tôi tới The Roven của Pháp chụp hình cho khách du lịch cũng không cần giấy phép. Sao giờ chụp ở Trung Hoàng lại phải chứ? Cảm ơn cô nha. Bà ơi. Hả? Bà bán đậu đỏ hả? Phải rồi. Cậu chụp hình ở chỗ này làm sao mà có khách chứ? Sao cậu không qua bên kia đi? Cái đám người bên kia ghé con giật khách của họ. Nói là con không có giấy phép. Cho nên là họ đuổi con qua bên này đó. Phải rồi bà ơi. Hay là con chụp mấy tấm hình miễn phí cho bà nha. Bà cười nhìn đẹp lắm đó. Được rồi. Rồi. 1, 2, 3. Cười. Bà ơi, bà xem hình chụp có đẹp không nè. Chà, cảm ơn cậu thanh niên nhiều nha. Đẹp quá đi à. Nè, tôi mời cậu ăn bánh đậu đỏ. Hay quá. Cậu thích đường vàng hay là đường trắng vậy? Cho con cái đường vàng nha bà. Rồi. Cậu hên ghê á, còn đúng một cái. Lấy cái bánh đậu đỏ đường vàng đi. Xin lỗi nha, cái cuối cùng tôi bán cho cậu thanh niên này rồi. Xin lỗi nha, anh có thể nhường nó lại cho tôi được không? Tôi đã hứa mua cho bạn tôi ăn rồi. Xin lỗi anh nha. Tôi trả anh 500 đô mua lại nó. Ông thích ăn vậy, tôi tặng cho. Lại của anh. Đây là danh thiếp của tôi, anh có thể tới thu tiền bất kỳ lúc nào. Xin lỗi nha ông Long, anh mình đã lấy chiếc xe khác tới đây rồi, ông có thể về bất cứ lúc nào. Ok. Bye bye. Bye bye.
Bà ơi, chỗ này không được bán hàng đâu, bà dọn đồ đi dùm cho. Đừng có bắt tôi nha, xin anh đừng có bắt tôi mà, tôi xin anh đó. Nè, anh cao to khỏe mạnh đi ăn hiếp bà già, có lộn không vậy? Tôi nói cho anh biết nha, đồ ở đây đều là của tôi hết, anh muốn bắt thì bắt tôi nè. Gì vậy? Thật ra dì đang cười cái gì vậy? Trước giờ con không biết máy tính lại vui tới như vậy đó. Còn nhiều chuyện con không biết lắm đó. Con đâu biết là có một người chú sẽ hạnh phúc thế nào đâu. Nè, con cũng không biết chú của con chụp hình kiếm tiền giỏi thế nào đâu. Còn nữa nha, con biết không, lương một ngày của chú con, nếu ngày nào chú cũng đi làm thì số nợ đó sẽ sớm trả hết thôi. Nhiều như vậy sao? Sao chú con chưa về nữa, tới giờ ăn cơm rồi đó. Ba vừa nấu canh hả? Wow, ba có thể múc một ít vào trong ấm giữ nhiệt để con mang theo cho chú không? Con có lộn không vậy? Con muốn chú của con mệt chết luôn sao? Đây mới là anh hùng thật sự đó. Cái gì vậy? Mọi người xem đi, người ta tải lên mạng đó. Anh đừng có bắt tôi nha. Nè, anh cao to khỏe mạnh đi ăn hiếp bà già, có lộn không vậy? Tôi nói cho anh biết nha, đồ ở đây đều là của tôi hết, anh muốn bắt thì bắt tôi nè. Rồi, bà lão cũng chỉ muốn kiếm tiền để mà ăn thôi, mắt nhắm mắt mở thì thôi đi. Ủa chờ chút, sao anh hùng đó nhìn quen quá vậy ta? Ý là ông chú đó. Ba ơi, sáng nay chú chụp hình ở đó thật đó. Là ai vậy? Alo, là tôi đây. Hả? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Đồ cảnh sát gọi cho bà, kêu mình tới bảo lãnh cho chú của con đó. Luật sư Trương à, cảm ơn anh nhiều nha. Đêm hôm khuya quắc trời lại lạnh như vậy, còn phải phiền tới anh bảo lãnh cho em trai của tôi nữa. Đừng khách sáo, không có gì, tôi về trước nha. Nếu sau này cần hầu tòa, tôi sẽ gọi cho anh sau. Ok, cảm ơn anh. Tạm biệt. Bye bye. Chà, thì ra luật sư kiếm nhiều tiền tới như vậy. Mới ngồi có 20 phút mà đã thu được 6.000. Sau này nếu cần hậu tọa còn phải tính tiền theo tiếng nữa đó. Ba, khoản tiền này con nhất định không gánh nữa đâu nha. Nợ ba con trả, nợ em thì anh trả. Ba tự giải quyết đi ha. Nè, Thủy à, chú nói cho con biết nha hả? Món nợ này chú sẽ tự mình gánh lấy, chú sẽ không liên lụy tới anh hai của chú đâu. Nè, chú à, chú đừng có nói giỡn nữa nha. Lần nào chú cũng nói như vậy mà lần nào cũng gây quả hết đó. Muốn chú kiếm tiền thì chứ còn khó hơn lên trời nữa. Như chú cũng gì đứng về phía chính nghĩa mà ra tay, đâu sai hoàn toàn. Thì đó, nè, Tâm Như nói đúng rồi đó. Nếu như mà em thấy bà lão đó bị ăn hiếp mà cũng không ra tay giúp đỡ, em còn là hung thủ nhân sao? Hả? Nhân à, tóm lại là sau này em đừng có bài hàng ở chỗ đó nữa. Phải đó ông chú ạ. Con nghĩ là chú nằm ở nhà làm con sâu lười thì ông ngoại cũng không tốn nhiều tiền tới vậy. Đồ ở đây đều là của tôi hết, anh muốn bắt, bắt tôi nè. Ý, anh thợ chụp hình trong đoạn phim này chống lại cái ác, anh hùng thật sự. Nè, không phải chúng ta cần tuyển thợ chụp hình sao? Nếu có thể tuyển được người anh hùng này vào làm là được rồi. Tiếc là bị cha mất đôi mắt. Đừng nói nhiều đi. Ê, Minh Nhát Gan, giúp tôi xóa băng đen đi để thấy mặt ảnh được không? Con nghĩ thử xem. Câu hỏi này của tôi hơi ngu phải không? Tôi biết rồi. Tự mình kiếm người đi. Nè, chúng ta cần tuyển người thôi. Nhưng mà chắc cô không tính tuyển một người có khả năng ngồi tù vào đâu hả? Vậy thì không sợ, chuyện đó thường phạt tiền rồi thôi à. Vậy có thể đừng suy nghĩ cảm tính quá không? Nghĩa là ảnh có lòng chính nghĩa nhưng mà chắc gì ảnh giỏi chụp hình chứ. Chúng ta có thể xài con đường tuyển dụng bình thường chút được không? Ok, để tôi nghĩ xem. Nè, đừng có nhìn nữa, ăn cơm thôi hả? Ăn cơm đi. Rốt cuộc những ngày tháng như vậy chúng ta còn phải sống bao lâu nữa? Phụ thuộc vào chuyện chú của em khi nào có tiền trả. Cho mấy người có nghèo tới vậy không? Mấy thứ này cả ma cũng không thèm nữa đó. Anh sinh ra đã là người giàu có, tất nhiên không hiểu giá trị đồng tiền rồi. Cũng tại ông chú hết đó. Rõ ràng chú có thể kiếm rất là nhiều tiền nhưng lại không biết tiết kiệm gì hết. Còn nữa, còn hay thích làm người tốt vĩ đại, cứ cho người ta mượn tiền, có gì thì tự mình gánh hết lên mình. Kết quả thì sao? Hại chúng ta rồi đó. Thì nói chung giúp người cũng là chuyện tốt mà hả? Ê, anh hai, về em rồi, về rồi đây. Ủa, ăn cơm rồi hả? Phải rồi. Thiệt là hay quá. Em có món tráng miệng đây. Túi gì mà to dữ vậy? Quý ông và quý bà, xin giới thiệu món đậu đỏ. Là bánh đậu đỏ đường vàng đó. Phải đó. Nhân à, nếu em chỉ mua cho Phong nó ngửi á thì đâu cần phải mua nhiều tới như vậy. Người không có tiền lại càng thích xài tiền. Anh à, mấy cái bánh này là miễn phí đó.
Anh còn nhớ lần trước em giúp đỡ bà lão bán bánh không? Bà gì muốn cảm ơn em, tặng bánh cho em ăn đó. Ừ, thiệt hả? Lần trước em tới, bà còn có một cái bánh đường vàng cuối cùng. Sau đó em giành không lại, không có ăn, cho nên bà cho em ăn bù lại đó. Cái này gọi là gieo hạt tốt, nhận lại bánh đậu đỏ đó. Có ích gì chứ, túi bánh đậu đỏ này cũng không đủ trả lại phần phí luật sư đó. Yeah. Thủy à, con có từng nghe qua người xấu thì vận may sẽ không bao giờ tới không hả? Là đi bộ đó. Anh còn nhớ không, lần trước có người bạn mượn tiền của em để làm đám tang đó. Anh thấy được đoạn phim ở trên mạng của em. Không những anh trả hết tiền cho em, anh còn nói: ủa, dạo này anh tệ tới mức phải bày hàng ra vỉa hè hả? Anh cùng với mấy người bạn hùng tiền lại giúp em trả tiền hầu tòa nữa đó. Thật vậy sao? Anh xem, giờ em có tiền rồi. Lấy lại phần của con đã. Vậy tức là mọi chuyện đã được giải quyết, trời quang mây tạnh rồi. Hay quá rồi, là người tốt sẽ được trả ơn đó. Ý, tại sao người nhà họ Hùng lại ăn mấy cái đồ hộp rẻ tiền giống như vậy hả? Tối nay, chúng ta cùng đi ăn mừng nào. Tôi còn có tiền.